Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024. Có thể các bạn hỏi tại sao hôm qua không quay ngày Chủ nhật đông đúc mà lại ghé chùa vào ngày hôm nay, thì chùa sẽ vắng. Mình xin thưa là hôm qua mình bận không ghé được. Hôm nay mình ghé chùa, lấy cảnh chùa để có đôi dòng tâm sự và có một vài câu hỏi với các bạn quan tâm tới chùa. Hiện giờ là khoảng 2 giờ chiều ngày thứ hai, 22 tháng 4 năm 2024. Trời hôm nay rất là u ám. Hôm qua mình rất tiếc là không ghé được chùa để tham quan chùa vào ngày Chủ nhật. Rất là đông đúc, đồ chay, cúng viếng, cầu an rất là nhộn nhịp. Sẵn mình quay cảnh chùa trước ngày chùa phải ra tòa để thư kiện ngày 24 tháng 4 năm 2024, tức là ngày thứ tư này. Ngày mai mình sẽ bận không ghé được, cho nên hôm nay mình sẵn ghé chùa. Có một số bạn để comment muốn mình ghé ra tòa án để tường thuật, để quay cảnh nếu có được về vụ kiện đầu tiên, ngày ra tòa đầu tiên của chùa Bát Nhã. Tuy nhiên mình không có biết là tòa án nào. Vậy các bạn nào biết thì hãy để comment bên dưới cho mình biết tòa án nào để mình ghé ra, mình thu thập thông tin, hình ảnh gửi cho các bạn và mọi người, những người quan tâm đến chùa Bát Nhã. Ngày thứ tư này mình rảnh nguyên ngày, mình sẽ tường thuật cặn kẽ nếu có thể. Tuy nhiên tới lúc này mình không có biết là ở tòa án nào. Ở đây có tòa án lớn nhất là tòa án Santa Ana. Vì vậy các bạn nào biết được thông tin thì hãy để comment cho mình biết là tòa án nào, thì mình sẽ tường thuật chi tiết nhiều nhất có thể. Đó là nội dung chính của một video ngắn này. Mình cần thông tin tòa án nào để mình ghé tới, thu thập thông tin cho mọi người biết. Và không biết lần này có di dời, có dời nữa không. Ngày ra tòa đã dời mấy lần, và đây là ngày ra tòa đầu tiên của chùa Bát Nhã. Hy vọng lần này sẽ không dời nữa, để mình có được những thông tin mới nhất gửi tới mọi người. Chùa vẫn tỉa tót, các anh thợ vẫn tỉa tót cây cảnh, cây kiển, cây bonsai, chăm sóc chùa. Thấy chùa vẫn hoạt động rất tốt, không có gì xảy ra, như không có gì xảy ra. Sẵn mình quay một vòng sơ sơ, ngày thứ hai. Người ta hay nói vắng tanh như chùa Bà Đanh, thì những ngày thường ở chùa Bát Nhã cũng khá vắng. Thứ bảy thì hơi đông một chút, ngày Chủ nhật thì đông nhất, buôn bán, đồ chay, dân tới, Phật tử tới cúng viếng cầu an. Còn thân nhân có tro cốt trong... Anh ơi, xin lỗi nè, anh quay mà đừng có quay hình tôi vô trong đó nghe.
ok. Tôi đâu có quay anh đâu, tôi quay cảnh chùa, tôi quay anh chi. Tôi nhắc nhở vậy thôi. Ừ. Anh làm cái gì anh làm, anh tự do, ok. Nhưng mà làm ơn đừng có quay cái hình tôi vô trong YouTube rồi, ok. À, đâu có quay. Ok. Quay làm chi, quay cảnh chùa cho mọi người coi thôi. Ok. Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Ừ, không sao. Tại vì con tôi mà nó thấy trên YouTube là nhiều cái đẹp quay chứ, nhiều cái đẹp để quay chứ đâu có quay anh chị, anh đang lao động mà. Không biết các chùa khác như thế nào, nhưng chùa này, tại chùa Bát Nhã, những người làm việc rất là nhạy cảm và sợ lên phim, lên YouTube. Đó là cảm giác của mình mỗi khi mình tới đây. Niệm An Đường đóng cửa như ngày thường. Ok, một vài hình ảnh ngắn gọn gửi tới mọi người. Sẵn mình có câu hỏi là các bạn nào biết ngày ra tòa ngày thứ tư này, 24 tháng 4 năm 2024, để mình tới tường thuật cũng như là thâu nhận thông tin của vụ kiện ngày ra tòa đầu tiên cho mọi người biết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hẹn gặp lại những video tới, đặc biệt là vào thứ tư này. Xin chào mọi người.